một vai diễn có cái tên rất đàn ông và rất nam tính, đó chính là Tuấn Kitty. Các thưa quý vị, đây chính là đại diện của ekip làm phim đến từ đạo diễn và các diễn viên. Và bây giờ sẽ là giây phút để chúng ta giao lưu cùng với tất cả mọi người. Và chắc chắn rằng lần đầu tiên bạn đến với điện ảnh, nhưng là những bộ phim trước thì Karik tham gia với vai trò là diễn viên phụ hoặc là cameo, nhưng đặc biệt ngày hôm nay là một vai trò mới, diễn viên chính với bộ phim mang thể loại là hài tình cảm. Hôm nay có cảm thấy căng thẳng không ạ? Câu hỏi hết chưa anh ạ? Dạ hết rồi. Trước khi nói đôi lời thì cho Karik gửi lời chào tất cả khán giả, tất cả các vị khách quý là có mặt ở trước mặt Karik hôm nay. Thật ra thì chia sẻ một cách thẳng thắn thì Rick cũng đã từng đóng một vài vai phụ những bộ phim trước. Thì mà khi Rick nhận vào vai diễn này thì đối với Rick nó có rất là nhiều sự lo lắng và lo âu, thậm chí là mất ngủ trong một vài ngày. Tại vì mình không biết là mình có nên nhận bộ phim này hay không. Tại vì khi mà mình nhận bộ phim mà mình nghe nói bộ phim này là mình còn vai chính thì mình không biết mình có lẽ làm tốt hay không. Thì rốt cuộc Rick nghĩ là trong đời người ai cũng phải có những cái thử thách, và những cái thử thách đó sẽ làm mình trưởng thành hơn nếu như mình cố gắng vượt qua nó. Và lúc đó Rick nghĩ là thôi thì mình hãy thử một lần. Và rốt cuộc Rick cũng đã cố gắng thử cái bài diễn này, mặc dù nó có rất là nhiều khó khăn, rất nhiều cái mới mẻ đối với Rick, nhưng mà Rick cũng đã làm tốt nhất có thể, mặc dù có một chút gì đó rồi là chưa được chỉnh chu lắm. Cho nên khi mà một người nếu như mà có xem bộ phim này cảm thấy Rick còn đơ một vài chỗ hoặc là cảm thấy chưa hài lòng gì đó thì mong mọi người châm trước và bỏ qua cho Rick. Cảm ơn. Xin cảm ơn Karik rất nhiều. Em đó giờ anh đặt mắng nè, anh bóc phốt trên sân khấu nè, em nói Rick làm vậy làm sao em? Không có, em nói em làm thế để vui hơn. Dương, anh Dương. Nói chỉ là cái dấu hiệu bí mật của mình ra sao để nói với tất cả mọi người. Em đùa đó. Thực ra thì khi mà trong cái quá trình làm phim thì thực sự đây là lần đầu tiên mà em gặp anh Karik và cùng làm việc, cùng hợp tác cùng. Thì trong một cái tháng làm việc như vậy ấy, thì để mà nói là người diễn viên thì họ quá quen một cái lịch trình làm việc như vậy rồi, nhưng là một ca sĩ thì cái việc mà quay đêm, quay hôm, quay từ 9 giờ tối đến 10 giờ sáng ngày hôm sau liên tục trong nửa tháng thì nó là một cái sự cố gắng rất là nhiều của những người mà chưa thực sự làm quen với cái môi trường sản xuất, nên là em đánh giá Karik khá cao ở điểm đó. Cảm ơn nàng Trinh ngoài hành tinh rất nhiều, cảm ơn em. Và còn riêng với em thì cảm nhận như thế nào về bộ phim và có kỷ niệm một vui không trong quá trình làm phim Thùy Anh? Thực sự khi mà nhận bộ phim này thì đối với Thùy Anh đã là một điều rất là vui rồi, tại vì vừa mới bước chân vào Sài Gòn được 2 tháng thì có cuộc gọi của anh Bình là mời cho anh đến xem qua về bộ phim kịch bản và mời cho anh vào vai diễn này. Thì mình nghĩ là mình mới vào Nam được có 2 tháng, cũng không có quá nhiều người biết mình và mình đang đóng thể loại là phim nghệ thuật, tại sao lại gọi và mời mình vào một bộ phim thương mại lớn như thế này thì các anh cảm thấy rất là vui, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng rất là hồi hộp vì không biết là diễn xuất của cái dòng phim này nó phải thay đổi như thế nào. Thì thực sự rất là mong là các khán giả xem bộ phim cũng như là yêu thích bộ phim, dù phim đã quay được hơn 1 năm trước rồi không, nhưng mà thì anh rất là mong mà khi mà phim ra thì mọi người luôn ủng hộ cho bộ phim, vì sự cố gắng của đoàn phim cũng như là tất cả các diễn viên ở đây. Cảm ơn Thùy Anh rất nhiều, cảm ơn bạn. Giờ thực sự em duyên rất là vui vì có cơ hội được tham gia bộ phim này, người đã ơi. Thực ra khi mà đi đọc kịch bản thì thực sự với Duyên cũng rất là hứng thú, cho dù là vai nhỏ, vai ít, vai ngắn, vai dài, nhưng với Duyên khi mà được tham gia một kịch bản hay, với Duyên là nó là điều rất là thú vị. Đọc kịch bản thì Duyên thấy là nó đưa mình không thể đoán được cái kết nó sẽ như thế nào, và trong cái có nhiều diễn biến xảy ra trong cái kịch bản và những cái nhân vật đó xuất hiện một cái chất là một cái và nó là như là thật và như là ảo, và cuối cùng là tìm ra cho mình được đáp án và đáp án như thế nào thì mình có bị xem ra những cái. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Mỹ Duyên rất là nhiều. Chào anh Trương Thế Vinh. Được biết anh là một trong những tay chơi khét tiếng của showbiz Việt. Dạ nói về thả thính thì anh là thánh rồi. Với cơ đồ gia tài về xe 4 bánh và xe 2 bánh các kiểu, anh thường xuyên dụ dỗ các cô gái trẻ bên ngoài đời thật. Dạ, đó là sự thật đây quý vị. Thì anh có đem áp dụng cái chiêu này để mình tư vấn cho bạn Karik diễn vai này không ạ? Nếu anh sống với em tốt lắm rồi bạn. Nhưng mà giờ em kể lại cái lịch sử của anh cũng tiền án lịch sử ghê lắm. Ghê vậy? Dạ. Đó không? Đó, ra ngoài lịch sử nha. Ok, nói nhiều à. Đầu tiên chắc em chào các quý vị. Dạ. Khi em chào tay thật lớn mọi người ơi. Cảm ơn ạ. Cái vai mình thì là vai phản diện nên mình cũng đầu tư make up làm sao cho nó lạ lạ hay nhìn nó ác ác. Ai ngờ đâu anh Bình ảnh để mình bộ đồ thì cái bộ đồ kinh khủng khiếp. Lát nữa tất cả quý vị xem phim thì chú ý cái đoạn mà mình cởi cái áo ngoài ra nha. Không hiểu sao mà anh nghĩ là cái bộ đồ mà nó gây như là ác cảm kinh khủng khiếp luôn mà đâu mỗi lần biến thái không? Nó kỳ lắm, chưa bao giờ mình mặc bộ đồ liền mà mỗi lần đi đón vị đi vệ sinh chúng là phải bọc hết ra luôn. Vậy là giống Batman rồi, giống người nhện rồi. Ừ, giống vậy đó. Còn Trương Thế Vinh, bạn là một diễn viên rất là nam tính và cá tính, nhưng mà vào vai này á dường như nó mới là nó hơi cong vậy nè, đúng không ạ? Nó có cong không? Không, thẳng tưng mà. À, thẳng tưng hả? Sao tạo hình ghê gớm vậy trời? Hỏi anh á. Mà sao mà cái tên cũng nam quá vậy? Tuấn Kitty. Đây, hỏi đạo diễn, thật sự là trong kịch bản, trong phim thì có nói tới dạ, nhưng mà... Em đọc phần comment của mọi người là thắc mắc cái vai của Vinh lắm, nhiều lắm à. Trong bộ phim này thì mọi người sẽ thấy là từ trước khi xem phim sẽ có một số thắc mắc. Dạ. Trong lúc xem phim sẽ có một số thắc mắc. Và để cuối phim thì khán giả sẽ trả lời, tự trả lời tất cả những thắc mắc đó. Em thì... sợ sao coi phim xong mọi người thắc mắc hơn cái gì. Nhưng mà có mà người cũng tốt. Dạ đúng. Dạ, nhân vật Tuấn Kitty của Trương Thế Vinh là một trong những nhân vật mà làm cho người ta phải tự trả lời nhiều nhất. Dạ vâng. Nên là anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều điều thú vị ở nhân vật này. Wow, tò mò quá. Như vậy là mỗi nhân vật trong bộ phim của chúng ta với những tuyến nhân vật khác nhau đều gây ra sự tò mò dành cho tất cả mọi người.